cập nhật tình hình giao dịch tiền điện tử sáng hôm nay ngày 6 tháng 12. Tình hình giá Bitcoin trên sàn giao dịch sáng hôm nay, hầu hết các đồng tiền hôm qua rơi vào tình trạng giảm giá đã tăng trưởng trở lại. Chi tiết diễn biến tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 6 tháng 12. Đồng Bitcoin ban tổ chức tại phiên giao dịch sáng nay đã nâng giá trị giao dịch của mình lên 1,17%. Giá hiện tại trên thị trường vì vậy cũng đã tăng lên mức 19,039.92 đô la Mỹ. Đồng Ethereum thoát khỏi diện giảm giá của hôm qua Hôm nay đã tăng 2,16% giá trị. Giao dịch trên sàn điều chỉnh tăng lên thành 592.67 đô la Mỹ. Đồng XRP ngày hôm qua đã có mức giảm đáng kể. Tuy nhiên, sáng nay lại chuyển mình tăng lên 3,59% giá trị giao dịch. Trên thị trường cũng có mức điều chỉnh tăng giá thành lên 0.578276 đô la Mỹ. Đồng Tether giờ quay đầu giảm mất 0,15%, giá hiện tại trên sàn giao dịch chỉ còn 0.998774 đô la Mỹ đồng Litecoin Ecoin hôm qua giảm mạnh, hôm nay tăng nhẹ 1,07% giá trị. Trên sàn giao dịch đang diễn ra với giá 82.24 đô la Mỹ. Đồng Bitcoin các so với thị trường 24 giờ trước đã điều chỉnh tăng nhẹ 0,27% giá trị. Giá giao dịch trên thị trường được điều chỉnh thành 283.91 đô la Mỹ. Đồng Changlin Linh so với tình hình sáng hôm qua đã thay đổi, tăng nhẹ lên 1,71%. Giá giao dịch vì vậy cũng đã được nâng thành 13.12 đô la Mỹ. Đồng các Dano trên sàn giao dịch sáng nay đã thay đổi theo chiều hướng đi lên. Với giá trị giao dịch đã tăng 4,39%, mức giao dịch hiện tại đã là 0.158553 đô la Mỹ. Đồng Polkadot so với 24 giờ trước đã không còn nằm trong tình trạng giảm giá. Sáng nay đã tăng 0,78% giá trị, trên thị trường đang có giao dịch với giá 5.14 đô la Mỹ. Bitcoin 6.12, giá Bitcoin hôm nay, giá Bitcoin 6.12 đồng Binance COIN tăng nhẹ 0,74% giá trị, thoát khỏi đa sụt giảm với giá 29.50 đô la Mỹ. Trên đây là tình hình thị trường tiền điện tử được cập nhật vào lúc khoảng 6 giờ 5 phút sáng hôm nay 6 tháng 12. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập trung tâm vn Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh trung tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.